Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Rất vui vì hôm nay mình lại được đón tiếp các bạn ngay tại showroom 347 Điện Biên Phủ để chuẩn bị lên đường mang chiếc piano mới nhất đến từ nhà Kirkman B230. Sau khi xem các video demo tiếng nhạc và chức năng cực hay của cây đàn này trên kênh YouTube, gia đình đã quyết định chọn mua ngay siêu phẩm này cho em trai tại quận 10. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Quà tặng khi các bạn mua B230 tại Minh Phụ Music chính là chân đàn piano cao cấp. Và đây là pedal tăng độ vang được nhà mua thêm để em tự tin thể hiện kỹ năng của mình. Piano B230 được bảo vệ bên trong thùng đàn thiết kế đầy góc cạnh bằng những tấm bìa dày cứng và chắc chắn, có khối lượng 12,5kg. Trước mỗi chuyến đi, đội ngũ chúng mình đều cẩn thận quấn đàn bằng ni lông nhiều lớp bao quanh các mặt của sản phẩm. Quà tặng được đóng gói cẩn thận chung với đàn để cho những mẫu đàn đến từ Minh Phụng luôn giữ được vẻ thẩm mỹ, tránh chảy xước khi vận chuyển và ảnh hưởng thời tiết. Chính vì thế khách hàng ấy yên tâm về chất lượng nhạc cụ bên mình kinh doanh nhé. Xuất phát nào các bạn, hai bên đường những hàng cây rợp bóng mát đung đưa trong gió, xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe đã tới nhà khách rồi. Mang đàn vào trong rồi tiến hành lắp đàn cho em trai thôi. Trước tiên đội sẽ lấy quà tặng ra nhé, rồi đàn sẽ được mình khui thùng. Anh em sẽ thấy được những miếng xốp dày to bảo vệ rất kỹ đặt ở hai phía đầu đàn cùng với bao ni lông chống bụi được hãng trang bị rất chu đáo. Tiếp đến là cắm nguồn và khám phá tiếp nhé. Đầu tiên chính là sự ấn tượng về kiểu dáng, sự đơn giản trong việc tối giản các nút chức năng với thiết kế nhỏ gọn mỏng, nâng cao khả năng di động đầy tiện lợi khi di chuyển mang vác tại các lớp nhạc và phòng trà. Với vẻ đẹp xuất sắc từ mọi góc nhìn, màu đen nguyên khối dán hai đầu đàn vuốt cong hài hòa với bất kỳ không gian nào của người chơi. Thông số đầy ấn tượng trên B230 là gì, anh em hãy tìm hiểu với mình nhé. Đàn 88 phím với 6 cấp độ cảm ứng lực nhấn, hệ thống loa dạng giải băng nhiều lớp đem đến âm thanh sắc nét với 192 polyphony, 30 tiếng nhạc cụ giàu màu sắc cho âm thanh như đàn organ, accordion, guitar, thư viện âm nhạc khổng lồ lên đến 100 bài nhiều thể loại, tính năng MIDI Bluetooth hiện đại, kết nối đàn với các app học nhạc trên di động như là Loki, Simply Piano, Perfect Piano, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng và nhiều chức năng quen thuộc với người dùng như metronome, đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, kết nối các thiết bị phát âm thanh ra loa bằng cổng aux in với jack 3.5, kết nối tai nghe giúp bạn chơi mà không phiền mọi người xung quanh với jack 6 ly. Đặc biệt nhất chính là B230 trở thành một MIDI controller giúp người chơi có thể tự do sáng tác các bản nhạc yêu thích như một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Khi mua piano B230 tại Minh Phụng Music, anh em sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Còn đây là niềm vui mà khách hàng dành cho anh em chúng mình, đó chính là cùng em bóc siêu sản phẩm. Đầu tiên sẽ là siêu đàn, rồi đến siêu phím. Hãy cùng em trai thử toàn bộ độ vang và âm thanh đầy ấn tượng của 88 phím đàn trên chiếc B230 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.